Tại buổi họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao mới đây đã chia sẻ về tình hình của các quốc gia vùng lãnh thổ công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Bộ Ngoại giao cho biết tính đến, đến ngày 16 tháng 2, có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ đồng ý công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam, gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Một số đối tác khác cũng đang xem xét tích cực trao đổi thêm về chi tiết kỹ thuật và sẽ sớm khẳng định với Việt Nam về công nhận hộ chiếu vaccine.